Xin chào các bạn, Đăng Phương Auto hôm nay xin giới thiệu cho các bạn bộ sấy gương chức năng 4:1 dành cho Cerato. Gương bên tay phải em là gương em đã thay chức năng 4:1. Đấy, các anh chị nhìn thấy là quan sát rất rõ và trong, nhìn rất xa. Còn đây là zin theo xe. Zin theo xe thì nhìn không được đẹp như bộ bán thêm này. Chúng ta phải quan sát rất tuyệt vời đúng không ạ? Bây giờ em sẽ bật sấy kính sau. Em tiến hành em xịt nước. Các anh chị nhìn thấy em xịt nước rất nhiều nhá. 1, 2, 3 Ok, chúng ta sẽ sẽ chờ và quan sát xem là khoảng bao lâu thì sẽ sạch. Đây là theo xe này. Các anh chị có thể quan sát là theo xe nhìn rất khó, rất mờ. Chúng ta hầu như không nhìn được gì cả. Tuy nhiên thì bộ lắp thêm này, chúng ta có thể quan sát được từ phía sau. Và sấy kính các anh chị đấy là đã mờ hơn rất nhiều rồi. Được chưa? Bên này thì vẫn còn hầu như còn nguyên si. Rõ hơn rồi đấy, anh chị thấy chưa? Đấy, chúng ta có thể biết là rõ hơn rồi. Sấy đã còn những hạt to to thôi. Còn bên này thì vẫn còn rất nhiều. Bên này chúng ta nhìn thấy này, chúng ta có thể quan sát được từ phía sau và an toàn hơn rồi. Thời gian chỗ này bây giờ là 2 phút 29 giây. Bên này hầu như vẫn nguyên si. Các anh chị có thể quan sát bên này rất mờ rồi. Bên này rất mờ. Bên này đã rõ. Chỉ còn một ít nữa thôi. Gương theo xe thì hầu như là thay đổi không đáng kể. Thôi, okay. Đây là trường hợp là trời không mưa em phụt vào. Cái này hầu như đã hết, chỉ còn những hạt to. Nếu như kết hợp với lại chúng ta đi nữa đường sóc và hạt nước mưa sẽ được lên và được xuống, đi lên đi xuống, khi đấy nó làm mỏng hạt với mưa ra thì sấy sẽ quan sát rõ hơn, sấy sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều. Bên này hạt vẫn rất nhiều và hầu như là không có sự thay đổi. Các bạn nhìn thấy này, chúng ta thấy là giảm rất nhiều rồi này. Bên này thì hầu như không thay đổi mấy.
bên áp thêm chỉ còn một chút ít ở đầu thôi. Bên này thì vào còn rất nhiều. Thế vậy là bên lắp thêm này các bạn thấy là chúng ta đã hầu như hết rồi, chỉ còn một chút ít ở đầu thôi. Thế như này chúng ta đã quan sát thoải mái rồi. Bộ xoay kính này hiệu quả rất cao. Bên này còn vẫn rất nhiều. Đây là xe em đứng yên ở một vị trí, nếu gặp đi thì còn hết nhiều hơn nữa. Ok, vậy chúng ta thấy hiệu quả của việc xoay gương chức năng 4.1 là như thế nào. Thông tin đặt hàng anh chị vui lòng truy cập vào website shopauto.vn hoặc comment để đặt số điện thoại bên em sẽ liên hệ. Em xin cảm ơn.